Đây nha, bây giờ Nhi sẽ bắt đầu Nhi gắp miễng túi nha cả nhà. Miễng túi thì Nhi gắp 2 phân. Đó, giờ Nhi sẽ gắp nha. Cái nhà thấy không? Đó, giờ 2 phân. Đây là cả nhà, sau khi Nhi đã gắp xong cái miễng túi 2 phân rồi nè cả nhà. Đó. Đây là phía sau của cái miệng túi nha. Cái miệng túi thì Nhi sẽ đường chỉ nó sẽ đi đều 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 theo cái đường giác sổ luôn. Đó, cái miệng túi nó không quặn nha cả nhà. Đó, nó rất là đẹp. Ở đây cái bề phải nè. Thấy không cả nhà? Rất là đẹp luôn. Để đều hết 2 phân nha. Và bây giờ kế tiếp thì Nhi sẽ đặt cái túi này vô cái thân nha. Đó, Nhi sẽ để cái túi vô cái thân. Đều hết 2 bên. Chỉ đều ra lai túi và lai thân bằng nhau. Còn miếng túi ngang nhau nha. Rồi, khi bằng nhau xong rồi Nhi sẽ dùng cái kim cúc này nha. Nhi sẽ ghim vô trong cái miếng túi nè. Cái thân túi nè. Đầu tiên là Nhi sẽ ghim vô cái thân túi này trước. Và ở đây, cái hông túi nữa nha. Cứ thế vậy thì Nhi sẽ ghim hết luôn. Bên đây cũng vậy. Rồi ở trên cái cạnh túi này cũng vậy luôn nha. Mình ghim như vậy đặng hồi mình may cho nó dễ cả nhà. Dải nó sẽ im, nó không có bị chạy dải ha. Đây, đây là sau khi Nhi đã ghim xong cái túi này nè cả nhà. Bây giờ Nhi sẽ may nha. Đây, bây giờ cứ trước tiên thì Nhi sẽ may ở trên cái sóng của cái túi trước. Nhi sẽ may đều hết. Đây, Nhi sẽ vẽ thẳng vậy ha. Rồi Nhi sẽ may thẳng qua. Hai cái đầu này cả nhà nhớ lỗ mũi nha. Đây là cả nhà, sau khi Nhi đã dĩu xong một ly rồi nè cả nhà, thấy không? Dĩu xong một ly của cái miệng túi rồi, cái cạnh to trên của cái túi á. Bây giờ tiếp tục thì Nhi sẽ may tiếp cái bên cái hông nha. Đây là bên cái hông. Bên cái hông thì Nhi cũng xếp lại cho im. Từ cái mí lai của cái thân và mí túi bằng nhau. Rồi dịnh cho im, Nhi cũng may y như cái phía cạnh trên nha. Cũng may đều một ly lại mỗi. Đó. Cái lai túi và cái lai của cái thân áo sẽ bằng nhau. Đây là cái nhà. Đó, sau khi Nhi mí xong là nhìn đẹp không? Điều ly vậy đó. Rồi kế tiếp thì Nhi sẽ dàn tiếp cái cạnh túi bên kia. Cạnh túi thứ hai. Bên đây. Bên đây thì Nhi cũng vuốt im luôn nha. Nhi xuống vuốt im luôn. Đó, cạnh túi bằng nhau. Rồi Nhi sẽ từ từ đây Nhi cũng may đều một ly rồi, một ly luôn. Cái máy này nó hơi ồn chút xíu nha cả nhà, tại máy gia đình chứ không phải công nghiệp. Đây cả nhà, Nhi cũng đã may xong rồi, cả nhà nhìn đẹp không? Đó, miếng nhớ cái đầu này cả nhà nhớ lỡ mũi nha. Đó. Đây, sau khi Nhi đã dặn ly hết rồi đây cả nhà, nhìn cái túi này cả nhà ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Cái miệng túi rất là đều luôn nè cả nhà. To bản đều nhau hết luôn á. Không vặn nha. Đó, cái miệng túi ở trên nè. Đều ly hết trơn luôn. Còn ở bên đây, cái cạnh túi cũng vậy luôn. Những cái nhà đó, mí ly đều như trơn luôn hết cả nhà. Bên đây cũng vậy nha. Bây giờ Nhi sẽ rút kim ra hết.
Đó là xong là cái túi rồi đó cả nhà. Cái túi đó, đây vậy là xong rồi đó. À, hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhi mới vừa may xong cái áo phát size XL này cả nhà. Đây, Nhi sẽ quay sát cạnh cảnh xuống cho cả nhà xem nha. Đó, đây là cái bodice nè. Đó, bodice giống đều hết heo cả nhà. Đó, còn bên đây là cái túi nha. Đây. Đó, đây là cái túi. Đó, ở trong á vải rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đây, ở trong vải có lông, có lông luôn nè cả nhà. Đó, cái túi nè cả nhà. Còn bên đây là cái tay, đó, cái bao tay nè. Bao tay dúng cũng rất là đều đó cả nhà. Đó, dúng rất là đều luôn. Đó, tay dài nha. Đó, tay dài. Còn ở đây là cái chữ N nha. Đó, chữ N là thương hiệu của Nhi đó. Còn trên đây là cái cổ nè, cái cổ đây là vòng qua đây, cái cổ nè, cổ rất là tròn luôn ha cả nhà. Ở trên đây là Nhi không đóng mắt cáo nha, mà Nhi làm phi luôn cả nhà thấy không. Đó, Nhi làm phi luôn á. Ở đây là cái nón nha. Đó, cái nón Nhi không có làm mắt cáo mà Nhi làm phi đó. Đây là tổng quan của nguyên cái áo nè cả nhà, để Nhi máng móc Nhi cho cả nhà xem nha. Đây, bây giờ Nhi đã máng móc rồi nè cả nhà. Đó, nhìn cái áo rất là đẹp luôn á cả nhà ơi. Đó, cái nón đó thấy không. Ừ, cái áo này size XL nha. Đó, Nhi sẽ quay sát cho cả nhà xem cái mí túi nha. Đó, mí ly túi nè, đều ghê chưa, đẹp lắm cả nhà ơi. Còn đây miệng túi nè, miệng túi to bản đều nhau hết trơn luôn á, thấy không cả nhà. Đó, xuống tới đây cũng vậy luôn. Đó, ở đây cũng vậy, ở đây cái độ dúng của cái bo cũng đều hết á cả nhà ha. Đi đây cái bo nè. Còn bên đây là cái tay đó, Nhi sẽ tổng quan hết trơn nguyên cái áo cho cả nhà xem đó nha. À, rất là đẹp. Ở trên đây là cái nón nè, cái nón thì Nhi dĩa to bản 3 phân đều hết trơn luôn nha cả nhà. Chính giữa thì cái chốt sợi dây nha. Đó, ở đây cái trong có nón nè. Đó, ở đây là cái vòng cổ nè cả nhà. À, cả nhà tròn, cả nhà thấy không, vòng cổ rất là tròn luôn thấy không cả nhà, rất là đẹp luôn. Đó, ở đây Nhi làm phi nha. Đó, Nhi làm phi đó, Nhi không có đóng mắt cáo mà Nhi làm phi, rất là đẹp cả nhà. Đã tổng quan nguyên cái áo đó, đó sẽ ít lên là đó cả nhà, rất là đẹp luôn. Phía sau đẹp lắm cả nhà ơi. Đây là phía sau của cái áo này cả nhà. Đó, đây, cái này là cái bodice, bodice dúng rất là đều luôn ha cả nhà. Đó, tại áo size XL cái bodice nó hơi bự cho nên là máng móc nó thấy nó không có đẹp hung, nhưng mà mặc vô người rất là đẹp. Đó, đây phía sau đây là cái nón nè. Đó, Nhi sẽ dở cái nón này lên cho cả nhà xem cái cổ nha. Nè, đó cả nhà thấy cái cổ không?